quý vị khán giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta đã quay trở lại với chương trình Tương thực các chặng đua của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là cảm xúc của quý vị khán giả khi xem lại các chặng đua có giống như Như Bình hay không, chứ thật ra thì Như Bình coi lại thì cảm xúc và ký ức ùa về, cảm giác nôn nao và hồi hộp lắm. Hôm nay thì sẽ có một màn tranh tài hứa hẹn là sẽ rất đặc sắc và Như Bình muốn mang đến cho người hâm mộ xe đạp. Cung đường vượt đèo Hải Vân, thiên hạ đệ nhất hùng quan, luôn là ngọn đèo mà các tay đua phải vượt qua trong lộ trình xuyên Việt của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, tại chặng đua xuất phát từ Huế đến Đà Nẵng, sau màn ra quân gây bất ngờ ở chặng đua cá nhân tính giờ, Igor Frolov của Vinama Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thể hiện màn trình diễn xuất sắc và giành chiến thắng chặng này. Đây là chặng đua mà Igor Frolov bất ngờ tấn công từ chân đèo Hải Vân, khiến cho các đối thủ đều bất ngờ và bỏ lại tất cả các tay đua khác. Một màn cán đích trước tiên và đồng thời cũng đoạt luôn chiếc áo vàng từ tay Quang Văn Cường, tập đoàn Lộc Trời An Giang đang nắm giữ. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ, Như Bình xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lại chặng đua đầy kịch tính này nhé. Em chuẩn bị thằng là em sẽ tìm đường em đi trước, chứ em đi hay chùm đông rồi em làm không lại. Đúng 7:30, ông Lê Ngọc Tư, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đã phất cờ cho các đua thi đấu chặng đua thứ 12 từ thành phố Huế về thành phố Đà Nẵng. Và lộ trình ngày hôm nay dài 113 km, đi qua 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. 7:40, trọng tài đã phất cờ cho các đua xuất phát chính thức thi đấu chặng thứ 12 từ thành phố Huế về thành phố Đà Nẵng. Lúc này thì đang có một tay đua tấn công tất tốp ra đi, đó là Nguyễn Văn Lãm của Thanh Hóa, tay đua màn số đèo 132. Các vận động viên sẽ bước đến ngọn đèo Phước Tượng đầu tiên sau xuất phát 42,5 km. Lúc này cũng đang có các cuộc tấn công ở tốp sau để tìm kiếm cơ hội xuất ra và nhập vào cùng với vận động viên đi đầu. Vẫn đang là những guồng chân rất mạnh mẽ và những nỗ lực rất lớn của tay đua mang màu áo của Thanh Hóa. Như vậy là ở phía sau thì chúng ta đang thấy cũng có một đồng đội với mình, đó là một số đèo 137. Như vậy là có thêm một vận động viên của Đô Ba Răng Đồng Tháp cũng đã bắt kịp với hai vận động viên Thanh Hóa. Lúc này thì các vận động viên đang chuẩn bị bước vào đèo Phước Tượng, ngọn đèo đầu tiên ở trong lộ trình thi đấu của chặng đua ngày hôm nay, chặng đua từ Huế về Đà Nẵng. Như vậy là chúng ta đã vừa thấy một vận động viên của New Group Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vừa vượt lên qua mặt với các vận động viên đang dẫn đầu, đó là vận động viên Konstantin Netgasov của New Group Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở phía sau thì chúng ta đang thấy một đoàn đông đã bắt kịp từ phía Kenda Đồng Nai, Dương Domenico Đồng Tháp, Winama Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Lộc Trời An Giang. Như vậy là ở tập sau sẽ bắt kịp với vận động viên Konstantin Netgasov ở phía trên. Chính xác như vậy, là Trần Lê Minh Tuấn cũng đã vượt qua mặt. Ngay ở phía sau Trần Lê Minh Tuấn là một tay đua của Winama Thành phố Hồ Chí Minh. Không có vẻ như đó là tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp. Như vừa rồi chúng ta đã thấy một màu áo xanh của CB Đồng Nai đã lên đầu tiên, sau đó là về nhì, đó là Dược Domesco Đồng Tháp. Và lúc này thì trọng tài đã có được kết quả ở đỉnh đèo Phước Tượng. Tay đua về nhất đó chính là tay đua Lường Văn Sinh của đội Hà Nội, 65 đó chính là tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của GSP Đồng Nai, tay đua mang số đèo 42 Phan Hoàng Thái của Udemesco Đồng Tháp và tay đua 17 Konstantin Nerasov của đại thành phố Hồ Chí Minh Group đã là những người về đích ở vị trí thứ tư ở trên đỉnh đèo này. Lường Văn Sinh của Hà Nội là tay đua đã cán đỉnh đèo Phước Tượng đầu tiên.
đó là cú nhấn bàn đạp của Nguyễn Phạm Quốc Khang. Như vậy là Nguyễn Phạm Quốc Khang vượt lên, nhưng ở phía trước, Lương Văn Sinh đã tấn công đi ngay từ đầu. Và Tây Đô Hà Nội đã giành 4 điểm ở đỉnh đèo Phước Tượng. Chúng ta đang thấy hình ảnh từ flycam ở góc quay bên trái là đoàn đông ở phía sau. Còn góc quay ở phía trên bên phải là hai tay đua đang nỗ lực tấn công đi. Một tay đua của quân đội và một tay đua của có lẽ là của Kenda Đồng Nai. Đây là hình ảnh của các vận động viên New Group Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có sự tham gia lôi kéo của tay đua Lê Nguyệt Binh, người cũng đã về nhất ở chặng thứ 11 ngày hôm qua. Vận động viên Hồ Ngọc Chánh của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang đi ở phía trên. Đây có thể nói là một động thái nhằm phá sức của các ekip Vinamilk Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là New Group Thành phố Hồ Chí Minh để cho các viên ở phía sau làm việc tích cực để lôi vào. Lúc này thì các tay đua ở đoàn đông phía sau cũng đã vào chân đèo. Hồ Ngọc Chánh đã vào trong tầm mắt của các trọng tài trên đỉnh đèo Phú Gia. Vẫn là tay đua Hồ Ngọc Chánh của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đào lao lao đi một mình ở phía trên. Và trước mắt là vận động viên này sẽ còn đâu đó khoảng 1 km nữa mà thôi. Đang tạo nên tốc độ rất cao. Có thể chúng ta đang thấy thì các vận động viên đang vô đèo Phú Gia với một cung đường hơi ngắn. Và chúng ta đang thấy thì tầng dĩa của vận động viên này đang để là dĩa lớn 53 và tầng lip là khoảng 28. Đang đi với nguồn chân rất đều. Đây là đoạn cua cuối cùng, đoạn cua cua chỏ có độ dốc khoảng 8 độ và chúng ta đang thấy thì các viên phải bỏ in xe để đứng đăng lên. Và chúng ta thấy có một vận động viên đã rất là phía sau. Đây là hình ảnh ngay tại đèo Phú Gia. Chúng ta hãy chờ xem phần kết quả chính xác từ phía trọng tài. Có vẻ như tay đua Hồ Ngọc Chánh đã bị bắt kịp ngay tại đỉnh đèo. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã cập nhật được kết quả trên đỉnh đèo Phú Gia. Tay đua đã giành được chiến thắng trên đỉnh đèo này là tay đua mang số đeo 37 Ali Khademi của Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang. Đứng ở vị trí thứ hai là tay đua Konstantin Nekrasov của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Đứng ở vị trí thứ ba là tay đua mang số đeo 132 Nguyễn Văn Lãm của Thanh Hóa. Và đứng thứ tư là tay đua mang số đeo 32 Hồ Ngọc Chánh của Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang. Lúc này các tay đua đang thi đấu vào thị trấn Lăng Cô, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế, với những bờ biển trải dài, bờ cát trắng xóa rất đẹp mắt và thu hút du khách khắp nơi trên thế giới. Từ góc quay này thì quý vị đang thấy các tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group vẫn đang làm máy kéo chính. Đây là tay đua Nguyễn Trúc Sinh, tay đua mang số đeo 13. Thì có một điều bất ngờ là vào lúc này chúng ta thấy sự xuất hiện của ekip quân của 7 và quân đội cũng đang là một tông dài để tấn công vào chân đèo Hải Vân. Và lúc này thì các vận động viên đã đi qua khu vực bản đèo Hải Vân để bắt đầu chính thức tiến vào đèo Hải Vân thiên hạ đệ nhất hùng quang. Và ở phía đầu của đoàn đông đã có một cuộc tấn công. Vâng, chúng ta đang thấy đây là những hình ảnh mà các vận động viên đã bước vào chân đèo. Ngọn đèo Hải Vân dài 10 km đang chào đón các vận động viên của chúng ta. Người đang vừa tấn công đó là vận động viên Võ Thanh An của 60 Châu Thới Vĩnh Long. Đây là một tốp đông ở phía sau. Chúng ta đang thấy thì người đang dẫn đầu phía sau đến thời điểm này đó là từ phía của Kenda Đồng Nai. Ở phía sau là ZB Đồng Nai và cũng như là Vinamilk Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là chúng ta đang thấy là tay đua Võ Thanh An vẫn đang thi đấu rất miệt mài. Và chúng ta đang thấy thì đến thời điểm này các vận động viên đã thi đấu qua hơn khoảng 4 km đầu tiên của đèo. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy ZB Đồng Nai đang tấn công, đúng là như vậy. Bắt Sanh Khu và cũng như là Con Tran Trinh. Vâng, đúng vậy. Đó là quyền số đèo 65, đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Trên 3 ô ở màn hình chúng ta có thể thấy 3 top. Võ Thanh An có vẻ như đã bị xuống sức rồi, trong khi những cuồng chân của hai tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang và Konstantin đang rất đều và có lẽ không lâu nữa họ sẽ bắt kịp tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long ở phía trước, trong khi một đoàn đông ở phía sau, những
ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu áo vàng và áo chống đỏ vẫn chưa lộ diện để tấn công. Chúng ta đang thấy thì đây là hình ảnh của các viên đang ở phía sau. Như vậy là Igor Flop cũng đã vừa tổ chức tấn công. Đợi sau khi vận động viên Louis đã lôi kéo và giặt ra, và sau đó là vận động viên Igor cũng đã tấn công. Một cuộc chân rất mạnh mẽ. Igor đã ngay lập tức tạo được khoảng cách tầm 10 giây so với đoàn đông ở phía sau, và các tay đua phía sau cũng đã kéo thành một hàng thẳng để đuổi theo với sự dẫn đầu của Louis Dendriac. Như vậy là sau khi vừa bắt kịp với vận động viên đồng đội của mình, đó là Konstantin, và vận động viên Igor đã vượt qua mặt. Và đây là vận động viên Igor Polup, người đã có một cuộc pha tấn công và đang ngoái lại phía sau để xem đồng đội của mình. Đó là vận động viên Konstantin. Igor Polup đang bám rất sát theo Võ Thanh An ở phía trước rồi. Như vậy là Igor Frolov đã bắt kịp và vượt qua Võ Thanh An. Võ Thanh An ngay lập tức cũng nỗ lực đăng xe để đuổi theo rất sát với tay đua người Nga. Như vậy là chúng ta đang thấy thì hai vận động viên vẫn đang dẫn đầu, đó là Igor Frolov và cũng như là Võ Thanh An đang hợp sức với nhau để lên đỉnh leo đầu tiên. Và chúng ta hãy chờ xem liệu Võ Thanh An có chịu nổi. Đúng là như vậy, Thanh An đã buông chân. Ở phía sau thì chúng ta đang thấy Louis Dendriac đang lôi kéo ở tấp đông phía sau. Quay trở lại ở tấp đầu, chúng ta vẫn đang thấy là Igor Polov vẫn đi một mình. Tốc độ hơn 20 km/h, có thể nói một tốc độ rất ấn tượng. Ở trong nhóm sau thì chúng ta đang thấy người làm việc tích cực từ phía vượt đỉnh cầu Đồng Tháp, đó là Louis Dendriac. Hơn 1 km nữa là các viên sẽ lên đỉnh đèo. Và hình ảnh chúng ta đang thấy là vận động viên Igor Polov đang tiến đến ở đỉnh đèo Hải Vân. Còn đây là hình ảnh chúng ta đang thấy một tấp đông phía sau. Phan Hoàng Thái đã lên thay tài cho Louis Dendriac để duy trì tốc độ ổn định ở phía sau. Và thưa quý vị, lúc này thì chúng ta đang chuẩn bị chờ đón tay đua đầu tiên cán mốc đỉnh đèo Hải Vân, đỉnh đèo loại 2, và cũng sẽ là đỉnh đèo được thưởng đến 15 điểm thưởng. Đó chính là Igor Frolov. Anh đang một mình băng băng về đỉnh đèo Hải Vân. Phía sau anh không có ai cả. Igor Frolov, bây giờ là lúc để anh có thể thực hiện đổ đèo. Đó chính là một chiếc áo của 620 Châu Thái Vĩnh Long, một nỗ lực rất tuyệt vời của tay đua Võ Thanh An. Nếu như Igor Frolov đã quá mạnh thì Võ Thanh An đây là một nỗ lực rất tuyệt vời khi anh đã cố gắng hết sức để có thể là người về nhì và bám đuổi Igor Frolov ở trên đỉnh đèo Hải Vân này. Võ Thanh An là người về đỉnh đèo thứ hai. Như vậy là Igor Frolov sẽ có thêm 15 điểm thưởng áo đỏ ở trên đỉnh đèo Hải Vân này. Và đây là tấp đông, người về thứ ba đó chính là Phan Hoàng Thái. Ở vị trí thứ tư Nguyễn Thắng, thứ năm Hoàng Văn Cường, thứ sáu Louis Dendriac. Bám sát anh đó chính là những tay đua như Roman Maikin, Konstantin Nerasov hay là tay đua Mia Marsuren. Chúng ta đang thấy áo trắng Nguyễn Văn Bình đã vừa cán mốc đỉnh đèo. Xin được nhắc lại ba tay đua về đầu ở trong đỉnh mốc đỉnh đèo Hải Vân này, đó chính là tay đua Igor Frolov của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama 113, Võ Thanh An của số 20 Châu Thái Vĩnh Long, và 42 Phan Hoàng Thái của UNESCO Đồng Tháp. Đây là những hình ảnh mà chúng ta đang xem lại. Người về nhất ở ngọn đèo Hải Vân là Igor Polov với 15 điểm, sẽ mặc áo chấm đỏ tạm thời. Lúc này thì tất cả các tay đua đều đã hoàn thành đỉnh đèo Hải Vân, với Igor Polov đang có 15 điểm, trở thành chủ nhân của chiếc áo chống đỏ sau chặng 12. Võ Thanh An hạng nhì với 12 điểm. Phan Hoàng Thái cũng có 12 điểm. Nguyễn Thắng và Hoàng Văn Cường xếp sau với lần lượt 8 điểm và 6 điểm. Như vậy là chúng ta đang thấy đây là hình ảnh của vận động viên Igor Polov đã xuống đường băng. Một vận động viên lao lao đi một mình ở phía trên. Còn ở phía sau thì rất là nhiều mái kéo để bám đuổi bắt kịp với vận động viên này. Đây là tấp sau. Giữa việc động thái chúng ta đang thấy thì tập đoàn Lộc Trời An Giang và vượt đua Vinh Cô Đồng Tháp đang làm việc. Các tay đua của An Giang vẫn đang duy trì được 5 mấy kéo lúc này ở trên tốp đầu. Trong khi lúc này cách biệt giữa hai tốp Igor Prolop đã tạo ra được là khoảng 1 phút 45 giây rồi. Khoảng cách đã giãn ra một chút so với thời điểm đổ xong đèo Hải Vân, thì Igor Prolop cách tốp sau 1 phút 20 giây. Một hình ảnh chúng ta đang thấy rất hấp dẫn và kịch tính ở trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là Igor Polov đi ở phía trên một mình.
một khoảng cách bỏ xa với nhóm sau 1 phút 44 giây. Vẫn là những guồng chân rất đều và rất mạnh mẽ của tay đua người Nga. Không lơi ra một nhịp nào cả. Như vậy là chúng ta đang thấy hình ảnh của tay đua Igor Pavlov đã lên ngay tại cầu Thuận Phước. Đây là cây cầu nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta đang thấy thì vận động viên này đã vừa lên đỉnh cầu. Như vậy là đoàn đua ở trong nhóm sau họ chỉ mới bước vào chân cầu của Thuận Phước. Còn ở nhóm đầu một vận động viên Igor Pavlov đã đổ xuống cầu rồi. Đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng đã dễ hiểu là khoảng cách hơn 1 phút rồi. Igor Pavlov vẫn đang đi một mình ở phía trên và thời gian bỏ xa nhóm sau là 2 phút 10 giây. Và thời gian này đủ cho anh để xé chiếu vàng tay đua Hoàng Quang Cường. Vì tay đua Hoàng Quang Cường chỉ hơn với vận động viên Igor Pavlov chỉ là 23 giây mà thôi. Và đây là hình ảnh còn khoảng 500 mét cuối cùng. Igor Pavlov đang lao lao như một mũi tên, tốc độ rất ấn tượng. Như vậy là cờ Caro cũng đã phất lên. Điểm đích đang chào đón Igor Pavlov của chúng ta. Igor Pavlov đã ăn mừng rồi khi mà anh vẫn còn chưa qua vạch đích. Một lần nữa xin chúc mừng cho luyện Igor Pavlov. Chắc chắn là người đã về nhất ở trận thi đấu ngày hôm nay. Igor Pavlov đã chính thức ăn mừng và với việc chúng ta không thấy đoàn đông ở phía sau thì Igor Pavlov đã chắc chắn sẽ đoạt áo vàng từ tay Hoàng Văn Cường ở trận 12. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm ngược thời gian, chờ xem ở top sau là khoảng cách bao xa. Có vẻ như một màu áo xanh liều rất thành phố Hồ Chí Minh đang tấn công, đó là Konstantin Nedrasov. Đây là thời điểm các tay đua ở trong nhóm này tính toán cho 5 hạng đầu cá nhân chặn. Đúng là như vậy, Konstantin Nedrasov cũng đã lên tiếng ở trận thi đấu ngày hôm nay. Tưởng chừng như không có sự hợp sức của Konstantin Nedrasov sau khi đổ đèo Hải Vân thì Igor Pavlov sẽ không thể một mình đi về đích, nhưng tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã quá ấn tượng và người đồng hương của anh trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng đã có một màn tăng tốc ở đích đến. Như vậy là ở nhóm sau cũng đã vừa qua đích. Đây là hình ảnh chúng ta đang thấy được vận động viên Igor Pavlov đã có một màn chiến thắng ngay tại đích đến công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng. Với trận hôm nay thì tại cùng ban huấn luyện cũng như cả ekip đã cố gắng hết mình để có thể đưa vận động viên Igor vào đèo với một tốp đông. Thì khi vào đèo thì lên tới điểm mà Igor cảm thấy là quyết định thì Igor sẽ tấn công và có thể đi về một mình được. Trước khi đó thì Tài cùng tất cả ekip rất là tin tưởng vào Igor vì với khả năng toàn diện của vận động viên đó thì tất cả ekip của ban huấn luyện rất là tin tưởng và tập trung hết mình cho bạn ấy. Cũng như mọi người đã nhận định thì vận động viên Igor của đội Vinama rất là mạnh. Anh mạnh đường đèo cũng như là cá nhân rất là mạnh. Thì hôm nay cũng không bất ngờ lắm khi anh giành chiến thắng ngày hôm nay. Nhìn chung thì đối với câu lạc bộ Đồng Tháp thì cái mục tiêu đầu tiên thì tụi em sẽ tính tới cái vấn đề đó là đồng đội trước. Tụi em sẽ giải quyết nếu như mà lợi thế về người và đặc biệt ở trên đèo Thị Dân. Nếu mà có tình huống lợi thế thì tụi em cũng sẽ tính luôn đến cái áo đỏ. Nhưng mà có, trong cuộc đua mà luôn có những cái tình huống mà không như ý muốn của chúng ta, nhưng mà trận đua còn rất là xa, em nghĩ là nó sẽ còn rất là hấp dẫn ở những cái chặng đường đèo sau, đặc biệt là đường đèo Khánh Lê. Và bây giờ đây sẽ là phần trao thưởng các giải thưởng đèo. Đầu tiên sẽ là giải thưởng ở đèo Phước Tượng. Xin được chúc mừng ba vận động viên đã cán đích đầu tiên ở đèo Phước Tượng. Về thứ ba, chúc mừng vận động viên Phan Hoàng Thái đến từ đội Dược Domesco Đồng Tháp. Về nhì, vận động viên Nguyễn Phạm Quốc Khang đến từ đội JSP Đồng Nai. Và về nhất ở đèo Phước Tượng sẽ được chúc mừng vận động viên Lường Văn Sinh đến từ ekip Hà Nội. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Kiến Tánh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tô Đông Á Đà Nẵng sẽ tiến lên sân khấu trao thưởng cho các vận động viên. Xin chúc mừng cho các tay đua đã cán đích đầu tiên ở ngọn đèo Phước Tượng.
Ở đèo Phú Gia thì chúc mừng ba vận động viên. Về thứ ba, vận động viên Nguyễn Văn Lãm đến từ đội Thanh Hóa. Về nhì, vận động viên Konstantin Nekrasov đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và về nhất xin được chúc mừng vận động viên Ali Khademi đến từ đội Gạo Hạt Ngọc Trời. Và xin được chúc mừng ba tay đua đã giành chiến thắng ở đèo Hải Vân. Về thứ ba, vận động viên Phan Hoàng Thái đến từ đội Dược Domexco Đồng Tháp. Về nhì, vận động viên Võ Thanh An đến từ đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và về nhất rất xuất sắc đó chính là vận động viên Eagle From Love đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và bây giờ đây xin được chúc mừng cho các cá nhân đã giành chiến thắng chặn. Về thứ năm, chúc mừng vận động viên Phạm Quốc Cường đến từ đội Dược Domexco Đồng Tháp. Về tư, vận động viên Nguyễn Trường Tài đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Về ba, vận động viên Nguyễn Hướng đến từ đội JSB Đồng Nai. Về nhì, vận động viên Konstantin đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và về nhất rất xuất sắc với khoảng cách rất là xa, xin được chúc mừng vận động viên Eagle From Love đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Lê Đức Bảo, giám đốc marketing công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Tâm, nhà phân phối của Tô Đông Á, sẽ tiến lên sân khấu trao giải cho các cá nhân xuất sắc giành chiến thắng chặng ngày hôm nay. Xin được chúc mừng và xin được cảm ơn ông Lê Đức Bảo. Xin được chúc mừng các vận động viên giành chiến thắng chặng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần trao giải đồng đội chặng cho các ekip xuất sắc. Xin được chúc mừng ekip về thứ ba, mời đại diện lên sân khấu JSB Đồng Nai. Về nhì, đội Tập đoàn Lộc Trời. Và về nhất rất xuất sắc ngày hôm nay, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin mời đại diện của các ekip chúng ta tiến lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, và ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Đà Nẵng, sẽ tiến lên sân khấu trao giải đồng đội cho các ekip xuất sắc ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho các đội đã xuất sắc giành giải đồng đội chặng. Và xin được cảm ơn ông Ngô Quang Vinh và ông Trần Công Tự. Tiếp theo sẽ là phần mặc các chiếc áo cho các vận động viên của chúng ta. Tay đua trẻ xuất sắc ngày hôm nay sau 12 chặng. Xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Bình đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tiến lên sân khấu mặc chiếc áo trắng cho vận động viên Nguyễn Văn Bình. Xin được chúc mừng tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình và xin được cảm ơn ông Trần Đoàn Trung. Ngày hôm nay sau khi chinh phục ba ngọn đèo thì chúng ta đã tìm ra được chiếc áo chấm đỏ sau 12 chặng. Xin được chúc mừng cho vận động viên Eagle From Love đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua, sẽ tiến lên sân khấu để mặc chiếc áo chấm đỏ cho Eagle From Love. Rất xuất sắc, congratulations Eagle From Love from Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, và xin được cảm ơn ông Nguyễn Đình Khôi. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là phần mặc chiếc áo xanh. Rất xuất sắc ngày hôm nay, xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Tấn Hoài đến từ đội Tập đoàn Lộc Trời. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Luân, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa Công ty Cổ phần Tô Đông Á, sẽ tiến lên sân khấu mặc chiếc áo xanh cho vận động viên Nguyễn Tấn Hoài. Xin chúc mừng áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đến từ đội Tập đoàn Lộc Trời và xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Luân. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần mặc chiếc áo vàng danh giá. Và xin được chúc mừng cho một lần nữa vận động viên Eagle From Love đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Tấn Sử, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng, sẽ tiến lên sân khấu mặc chiếc áo danh giá này cho Eagle From Love. Xin được chúc mừng Eagle From Love và xin được cảm ơn ông Phạm Tấn Sử. Một màn độc diễn đầy ấn tượng của Eagle From Love đã khiến cho chiến thuật của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt thành công khi kiềm chân các tập thể mạnh như là An Giang và Đồng Tháp, đưa Eagle From Love vào tranh chấp áo đỏ và hơn hết là áo vàng chung cuộc của cuộc đua mùa giải 2022. Và đến đây thì chương trình tường thuật các chặng đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày mai với một nhân vật rất là đặc biệt. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.